Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 2142 ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ những nội dung như sau. 1. Tạm thời ngừng kinh doanh, đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bia hơi, ăn sáng, trưa, tối, ăn đêm. Các quán trà chanh, cà phê, quán nước, kể cả các loại quán vỉa hè. Các cửa hàng quần áo, may đo thời trang, siêu thị. Trong trường hợp giảm giá, khuyến mại tập trung đông khách đến mua sắm. Các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi giải trí, các rạp chiếu phim, karaoke, vũ trường, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu. Thời gian tạm đóng cửa từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. 2. Hạn chế kinh doanh tối đa các cửa hàng, siêu thị điện lạnh, điện máy. Loại hình này do nhu cầu mua sắm không nhiều có thể chuyển sang hình thức mua bán trực tuyến hoặc qua mạng, hạn chế tập trung đông người. Hạn chế tối đa hoặc chỉ cho phép mở trong giờ hành chính các hoạt động của toàn bộ các cơ sở dịch vụ khác, trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, nhu yếu phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh cho đến khi có thông báo mới. 3. Giải tán toàn bộ các chợ tạm, chợ tự phát, quán hàng rong, xung quanh các bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp, các khu dân cư tập trung, các bến tàu xe, bến phà. 4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo triển khai theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 5. Giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định pháp luật. Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tập trung thực hiện ngay 8 nội dung, gọi tắt là 5-0 và 3 cần như sau. 5-0 gồm không hoang mang dao động trước diễn biến dịch bệnh, không chủ quan, lơ là, coi thường dịch bệnh, không che giấu khi có biểu hiện nhiễm dịch hoặc người khác bị nhiễm, nghi nhiễm dịch. Không kỳ thị người nhiễm dịch, nghi nhiễm dịch, người ở các vùng dịch. Không tung tin hoặc đưa tin, lan truyền tin thất thiệt liên quan đến dịch bệnh. Không đầu cơ tích trữ hàng hóa, lương thực thực phẩm, thiết bị y tế để trục lợi. Ba cần gồm cần chủ động các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng trước dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Cần chủ động kê khai y tế trung thực khi thấy mình có liên quan đến dịch, đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi nhiễm bệnh. Cần thông báo, cung cấp ngay cho cơ quan chức năng thông tin về những người nhiễm dịch, nghi nhiễm dịch hoặc ở các vùng dịch đến địa phương cư trú, hoạt động. Số điện thoại đường dây nóng nhận thông tin, Công an tỉnh 0692 621 112, Sở Y tế 0965 071 010. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 những ngày qua, toàn lực lượng công an Vĩnh Phúc không quản ngày đêm triển khai các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác. Tạm gác công việc riêng tư, hạnh phúc cá nhân để ưu tiên tuyệt đối cho nhiệm vụ chống dịch. Chuyện chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn đó là tấm gương của Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ công an huyện Bình Xuyên đã không đắn đo hoãn đám cưới để tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Đầu tiên thì anh Tuấn anh cũng không nói thật. Anh không nói thật là anh phải đi vào khu cách ly như thế. Anh vẫn chỉ bảo là anh đi chụp bình thường thôi. Thì cũng nghĩ là ngày thường thì anh đi chụp cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cũng quen rồi, nhưng mà sau đấy thì anh lại bảo anh phải đi cách ly và thời gian lâu như thế. Lại còn ảnh hưởng đến thời gian cưới này kia, chụp hai đứa lại còn không được gặp nhau. Như thế thì thực sự là rất là buồn. Ban đầu cả mẹ và bạn gái đều lo lắng và hụt hẫng. Một phần vì chuyện đám cưới phải hoãn, một phần vì lo cho sức khỏe của Tuấn. Tuy nhiên sau đó tất cả mọi người đều hiểu và động viên Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc đầu tiên thì nó cũng hơi bị hẫng, nhưng sau lúc bấy giờ thì mình bảo à như thế này cũng tốt thôi, bởi vì là hoãn được ngày cưới để mà cháu đi làm nhiệm vụ của cháu, đấy là một việc rất là tốt. Sau lại động viên cháu. Tức là đồng chí thì rất là nhiệt tình, rất là trách nhiệm với công việc, không cả phải nguyên công việc của đồng chí, nguyên là giữ trật tự an ninh của phòng khám, của khu vực phòng khám, và đồng chí giúp đỡ rất nhiệt tình, kể cả việc bệnh nhân, việc nhân viên chúng tôi hay cả bệnh nhân cũng vậy, đồng chí hết sức giúp đỡ. Cái ngày cưới thì đã được rời lịch sang đến tháng 4, mà mong muốn của tôi thì vẫn là
góp công sức của mình để cùng với mọi người, cùng với bác sĩ, cùng với nhân dân làm thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Trong lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc, câu chuyện của Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn không phải là cá biệt. Nhiều cán bộ chiến sĩ cũng đã gác mọi công việc riêng tư, hạnh phúc cá nhân để toàn tâm toàn ý tham gia cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Như Thiếu úy Nguyễn Văn Sáng, cùng là cán bộ công an huyện Bình Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ thành hôn dự định tổ chức vào đầu tháng 3, nhưng cũng không do dự quyết định hoãn đám cưới để đi vào vùng dịch ở xã Sơn Lôi. Thiếu úy Nguyễn Ngọc Quế, cưới vợ ngày 9 tháng 2 năm 2020 đã hoãn lại kế hoạch tuần trăng mật để ngay hôm sau lên đường thực hiện nhiệm vụ ở chốt số 6, khu cách ly xã Sơn Lôi. Vào ngày 13 là tháng 3 năm 2020 là tôi được nhận nhiệm vụ là đứng chốt tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Bình Phúc. Thì trong khi nhận nhiệm vụ thì cũng là ngày mà tôi chuẩn bị lấy vợ. Và sau những ngày cưới đấy thì tôi khi mà đi chống dịch đấy thì tôi về hoãn lại và điện cho vợ và gia đình là vì vấn đề là công việc phải đi chốt dịch ở tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Bình Phúc ấy, thì nên là gia đình cũng thông cảm và đồng ý. Và vợ thì cũng động viên và nói cũng là tự giữ gìn sức khỏe hay đeo khẩu trang. Tôi nghĩ là không phải riêng một mình tôi suy nghĩ như vậy, mà là tất cả các đồng đội, đồng chí của tôi đều, nếu trong hoàn cảnh của tôi đều sẽ làm như vậy, bởi vì đều chắc chắn là sẽ gác lại hạnh phúc riêng của mình để thực hiện cái công việc, nhiệm vụ chung của cả cộng đồng là đẩy lùi dịch bệnh. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì Đảng và ngành cần đến. Đó là lời hứa thiêng liêng của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trước khi vào ngành. Và nó đã được mỗi cán bộ chiến sĩ công an Vĩnh Phúc thực hiện bằng những hành động cụ thể và giản dị như thế. Vĩnh Phúc chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng người dân và doanh nghiệp vào cuộc quyết liệt, không để bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Mọi người hãy truy cập vào cổng thông tin giao tiếp điện tử Sở Y tế hoặc đường dây nóng của Sở Y tế theo số điện thoại 0965 071 010 hoặc đường dây nóng Bộ Y tế theo số điện thoại 1900 3228 để được hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, năm nay với thông điệp tiết kiệm điện cho trái đất xanh hơn, sự kiện giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2020. Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng, các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hãy ủng hộ giờ trái đất bằng cách tắt đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện. Năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, tại Vĩnh Phúc sẽ không tổ chức các buổi ra quân hưởng ứng sự kiện như mọi năm để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng. Thay vào đó, các giải pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội sẽ được đẩy mạnh triển khai nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân. Qua các theo dõi từ các năm thì đến nay thì người dân cũng, nhất là các cửa hàng, các doanh nghiệp thì cũng rất tích cực tham gia cái chương trình này. Một cái thông điệp rất ý nghĩa hàng năm, mỗi năm thì có một cái thông điệp cụ thể, và cái mỗi một giờ tiết kiệm đó thì mỗi một năm thì cái sản lượng điện tiết kiệm được qua cái giờ chiến dịch giờ trái đất ấy thì cũng năm sau đều cao hơn năm trước. Với thông điệp tiết kiệm điện cho trái đất xanh hơn, sự kiện giờ trái đất nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã. Qua đó, cùng với cộng đồng thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh. Với tốc độ tăng trưởng phụ tải của tỉnh Vĩnh Phúc, bình quân 10%, trên 10% một năm, thì việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm là một mục tiêu khuyến cáo tuyên truyền của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cũng đã có những cái văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng như là gửi các cái thông tin tiết kiệm điện đến quý khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo thống kê của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, trong giờ trái đất năm 2019, toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 31.000 kWh. Dự kiến năm 2020 sẽ tiết kiệm được 33.000 kWh. Nhân dân Vĩnh Phúc đã sẵn sàng ủng hộ giờ trái đất năm 2020 vì trái đất xanh hơn.